Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của forex.com.vn. Các bạn thân mến, Kenneth Griffin, tỷ phú tự thân giàu thứ 52 thế giới, là người sáng lập và điều hành Citadel, một trong 10 quỹ đầu tư lớn nhất toàn cầu. Ông đã từng quản lý khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la khi chỉ mới 30 tuổi. Đây sẽ là nhân vật huyền thoại tiếp theo mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trong ngày hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu xem nhân vật này làm sao để thành công nhé! Kenneth Griffin sinh vào tháng 10 năm 1968 tại Daytona Beach, Florida, Mỹ. Ngay từ thời trung học, Griffin đã thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Ông từng là chủ tịch câu lạc bộ toán học. Năm 1986, Griffin trúng tuyển vào Đại học Harvard. Sau khi đọc một bài báo trên tạp chí Forbes, ông đã bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư tài chính và tiến hành những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Sau một năm thể nghiệm những giá trị trong chiến lược đầu tư của bản thân, Kenneth đã mở một quỹ đầu tư riêng trong năm thứ hai tại Harvard và huy động được 265.000 đô la từ gia đình và bạn bè. Quỹ tập trung đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi và hưởng lãi chênh lệch. Griffin đã kết nối mạng đến ký túc xá để thu thập dữ liệu theo thời gian thực của thị trường. Bằng chiến lược đầu tư của bản thân, ông đã bảo vệ được quỹ và xin lời ngay cả trong thời gian sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987. Với sự thành công của quỹ đầu tiên, Griffin bắt đầu mở quỹ thứ hai vào năm sau đó. Tổng tài sản của quỹ ở thời điểm Griffin tốt nghiệp Đại học Harvard là năm 1989 lên đến 1 triệu đô la. Những kinh nghiệm và danh tiếng của Griffin đã đến tai Frank Mayer, nhà đầu tư và là người sáng lập ra quỹ Glenwood. Chính Mayer đã cung cấp 1 triệu đô cho quỹ đầu tư của Griffin sau khi ông tốt nghiệp Harvard. Frank Mayer là một trong những người đã khuyến khích Griffin tự tạo nên sự nghiệp kinh doanh riêng và từ chối công việc tại một trong những ngân hàng đầu tư lớn với lương thưởng gấp nhiều lần so với tự thân đầu tư ở thời điểm đó. Thực tế đã cho thấy rằng quyết định chính xác của Griffin và thành quả mà ông mang lại đã vượt sự kỳ vọng của Mayer. Theo The New York Times, Mayer đã có 70% lợi tức từ khoản đầu tư cho Griffin. Năm 1990, sau nhiều năm thành lập quỹ Citadel với trị giá tài sản khi đó vào khoảng 4,6 triệu đô la, vào năm 1998, quỹ Citadel đã tăng lên 100 nhân viên và tổng số tiền quỹ nhận quản lý, ủy thác đã lên đến 1 tỷ đô và khi đó Griffin chỉ mới 30 tuổi. Vào tháng 6 năm 2002, Griffin được bình chọn là một trong 10 CFO toàn cầu. Đây là danh sách những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong lĩnh vực tài chính. Và những năm sau đó, cùng sự phát triển của quỹ Griffin, ông đã lọt vào danh sách Forbes 400 ở tuổi 34 với tài sản khoảng 650 triệu đô la và là tỷ phú tự thân trẻ nhất đứng thứ 8 nước Mỹ và xếp thứ 40 trên thế giới. Đến năm 2014, tài sản Griffin ước đạt khoảng 5,5 tỷ đô la và tính đến ngày 17 tháng 12, tài sản giá trị của Griffin khoảng 8,7 tỷ đô la theo Forbes. Citadel từng bước trở thành một trong những tổ chức tài chính uy tín nhất trên thế giới và là một trong 10 nơi làm việc tốt nhất trong ngành tài chính. Lợi thế của Citadel là nền tảng áp dụng công nghệ phần mềm kết hợp với phân tích định lượng, nghiên cứu cơ bản và đánh giá dựa trên lịch sử để xây dựng chiến lược đầu tư riêng và nổi bật. Ở thời điểm khủng hoảng của thị trường năm 2008, mặc dù từng phải đối mặt với tình trạng lỗ 50% tài sản, Griffin đã thực hiện một cuộc họp bất thường và đưa ra quyết định để bảo vệ quỹ. Và những năm sau đó, Citadel đã liên tục tăng trưởng trong cả những năm khó khăn nhất. Năm 2014, quỹ từng mang về khoản lợi nhuận là 1,3 tỷ đô la. Và Citadel hoạt động trên cơ sở trách nhiệm và tuân thủ kỷ luật một cách nghiêm ngặt trong hoạt động đầu tư và đặc biệt là kiểm soát rủi ro là nguyên tắc cốt lõi tiên quyết của quỹ, đúc rút và xuyên suốt trong 25 năm hoạt động và phát triển. Năm 2016, quỹ được nhận giải thưởng là quỹ của năm trong 2016 và được xếp hạng A trong danh sách các tổ chức đầu tư tài chính và được bình chọn là quỹ quản lý thông minh nhất. Hiện nay, giá trị tài sản ròng của quỹ lên đến 27 tỷ đô la. Không chỉ là nhà đầu tư nổi tiếng với khối tài sản lên đến 8,7 tỷ đô la, Kenneth Griffin tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ tài chính và hoạt động cộng đồng. Ông đã từng đóng góp cho quỹ Robin Hood Foundation cùng với quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation của gia đình tỷ phú Bill Gates, hỗ trợ việc mở trường học mới tại Chicago. Ông cũng từng dành tặng 19 triệu đô la cho Viện Nghệ thuật Chicago do Renzo Piano và 150 triệu đô cho trường Harvard. Đây là khoản tiền ủng hộ lớn nhất trong lịch sử trường đại học này. Bên cạnh đó, quỹ từ thiện của Griffin và vợ cũng đã đóng góp nhiều cho các trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ ở Chicago. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giới thiệu về nhân vật nổi tiếng ngày hôm nay của chúng tôi. Hãy cùng like, share và comment cho mọi người cùng theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ, forex.com.vn xin chào thật là các bạn trong những video lần sau.